phu chính không mời Triệu Lệ Dĩnh làm nữ chính của Diên Hy Công Lược. Bộ phim Diên Hy Công Lược gần đây nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Chính vì vậy mà mọi vấn đề liên quan đến tác phẩm này đều là chủ đề nóng để mọi người bình luận. Từ sau khi Diên Hy Công Lược phát sóng, bộ phim ngày càng thu hút được không ít sự chú ý của cư dân mạng. Chính vì vậy mà những vấn đề thắc mắc của mọi người cũng ngày càng nhiều hơn. Trong số đó không thể không nhắc đến vấn đề lựa chọn đội hình diễn viên. Có thể nói về khâu lựa chọn diễn viên ở Diên Hy Công Lược, nhà sản xuất cũng đã rất cẩn thận, tỉ mỉ. Tuy rằng lần này đoàn làm phim mời được rất nhiều diễn viên phái thực lực như Tần Lam, Nhiếp Viễn, Đàm Trác, thậm chí còn mời được cả Sa Thị Mạn, thị hậu của TVB, nữ chính trong bộ phim cung đấu TVB nổi tiếng một thời Thâm Cung Nội Chiến. Thế nhưng không ít khán giả lại thắc mắc rằng vì sao những nghệ sĩ này đều đảm nhận tuyến nhân vật phụ, còn nữ chính lại giao cho Ngô Cẩn Ngôn, một nữ diễn viên trẻ không hề có tiếng tăm nổi bật nào. Để trả lời cho câu hỏi thắc mắc này của khán giả, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Vũ Chính cũng đã lên tiếng trả lời rằng tuy Ngô Cẩn Ngôn trước đây chỉ toàn đảm nhận những vai diễn nhỏ như vai phụ, thậm chí là những vai quần chúng, thế nhưng ấn tượng lúc đó của Vũ Chính đối với Ngô Cẩn Ngôn là rất sâu đậm, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt. Chính vì vậy mà sau này anh đã đem vai nữ chính trong kịch bản lớn của mình giao cho cô. Sau đó khi được hỏi về vấn đề tại sao lại không mời Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong phim Diên Hy Công Lược này thì Vũ Chính đã có màn trả lời rất thông minh khiến không ít cư dân mạng phải khâm phục. Tôi thích đưa than vào trong tuyết chứ không thích vẽ thêm hoa trên gấm lụa. Triệu Lệ Dĩnh hiện nay đã vô cùng nổi tiếng rồi, vì vậy không cần tôi phải nâng đỡ cô ấy nữa. Những người mà tôi sẽ nâng đỡ đều là những người mới này. Câu trả lời này của Vũ Chính đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía cư dân mạng. Được biết, vào năm 2013, nhờ vào bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ của Vũ Chính mà Triệu Lệ Dĩnh mới có thể được khán giả biết đến nhiều hơn. Trước Triệu Lệ Dĩnh, Vũ Chính cũng đã từng nâng đỡ thành công không ít nữ nghệ sĩ như Dương Mịch, Đồng Lệ Á, Viên San San, Dương Dung. Nếu như vai nữ chính Nguyễn Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược ban đầu được giao cho Triệu Lệ Dĩnh, thì mọi người thấy sao?